Kênh ống nhỏ nhỏ xin kính chào quý vị và các bạn. Một câu chuyện lịch sử hôm nay xin chia sẻ tới quý vị và các bạn nội dung Lê Ngoại Triều, vị hoàng đế bệnh hoạn trong sử Việt. Lê Ngoại Triều là vị vua cuối cùng của triều Tiền Lê, là con trai thứ ba của vua Lê Hoàn. Như quý vị và các bạn đã biết, Lê Hoàn sau khi lên ngôi thay cho nhà Đinh với công lao phá tống bình chiêm dẹp loạn, dựng lên nhà Tiền Lê vang danh sử sách. Trong thời kỳ trị vì của mình, Lê Hoàn Lê Đại Hành đã phong vương cho các hoàng tử và cho họ nắm binh quyền với quân đội riêng. Mặc dù chính sách này đã đào tạo cho các con của ông trở thành những dũng tướng, nhưng cũng để lại những hậu quả tai hại. Khi vua Lê Đại Hành mất, dù đã lập thái tử trước, nhưng các con của ông đã tranh giành quyền lực suốt trong 8 tháng. Kết quả cuối cùng, Khai Minh Vương Lê Long Đĩnh đã chiến thắng những người anh em của mình và lên ngôi vua. Nhiều người đặt câu hỏi có phải Lê Long Đĩnh là một vị vua tàn ác và dâm đảng? Và tại sao người ta gọi ông là Lê Ngoại Triều Hoàng Đế? Liệu ông có mắc bệnh tâm thần và bệnh trĩ không? Những ghi chép trong sử sách về ông như sau Trong Đại Việt Sử Lược là bộ sách viết về sử xưa nhất của nước ta Được lưu giữ trong tứ khố toàn thư của Triều Mãn Thanh Trung Quốc Nó có trước bộ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu Ở trang 107 của sách đã chép về cái chết của Ngoại Triều Hoàng Đế như sau Mùa đông tháng 10 ngày Tân Hợi năm Mậu Thân tức là năm 1008 Vua qua đời tại phòng ngủ trong điện hiệu là Ngoại Triều vì vua có bệnh trĩ phải nằm để thị triều Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ Quyển 1 trang 235 đã chép Ngoại Triều Hoàng Đế tên Húy là Long Định lại có tên là Trí Trung con thứ năm của Đại Hành ở ngôi 4 năm thọ 24 tuổi băng ở tầm điện vua làm việc càn rỡ giết vua cướp ngôi thích dâm đãng tàn bạo hay ở trang 236 đã viết vua tính hiếu sát phàm người bị hành hình hoặc sai lấy cỏ danh quấn vào người mà đốt để cho lửa cháy gần chết hoặc sai kép hát người tống là liêu thủ tâm lấy dao ngắn dao cùn xẻo từng mặt để cho không được chết chóng người ấy đau đớn kêu gào thì thủ tâm nói đùa rằng nó không quen chịu chết vua cả cười đi đánh dẹp bắt được tù thì giải đến bờ sông khi nước chiều rút, sai người làm lao dưới nước, dồn cả vào trong đấy. Đến khi nước chiều lên ngập nước mà chết. Hoặc bắt trèo lên ngọn cây cao rồi chặt gốc cho cây đổ, người rơi xuống chết. Vua thân đến xem lấy làm vui. Có lần vua đi đến sông Ninh, sông ấy nhiều rắn. Vua sai trói người vào mạn thuyền, đi lại giữa dòng, muốn cho rắn cắn chết. Phàm bò lợn muốn làm thịt thì tự tay vua cầm dao chọc tiết trước rồi mới đưa vào nhà bếp sau có lần vua róc mía trên đầu sư quách ngang giả vờ lỡ tay làm đầu sư bị thương chảy máu rồi cả cười hoặc nhân yến tiệc giết mèo cho các vương ăn ăn xong lấy đầu mèo rơi lên cho xem các vương đều sợ vua lấy làm thích mỗi khi ra trầu tất sai bọn khôi hài hầu hai bên vua có nói câu gì bọn ấy nhao nhao pha trò cười để cho loạn lời tâu việc của quan chấp chính lại lấy thạch sùng làm gỏi bắt bọn khôi hài tranh nhau ăn Chuyện tranh giành ngôi báu anh em giết nhau trong lịch sử là có Cũng như Đinh Liễn giết hạng làng năm 979 Hay là Nghi Dân giết Bang Cơ năm 1459 Cái tội của Khai Minh Vương đã rõ ràng Nhưng việc càn rỡ giết vua cướp ngôi Thích dâm đãng tàn bạo Liệu có thật như thế không? Hay đây là chuyện đời sau thêm vào Và gán cho ông cái tên ngoại triều xấu xí đó Sử ra Ngô Sĩ Liên có bàn về Long Đĩnh như sau Vua Kiệt nhà Hạ thích giết người đến nỗi có hình phạt leo cột đồng nung nóng. Vua trụ nhà thương thích giết người đến nỗi có việc chặt đùi người lội nước buổi sáng. Tuy có long bằng, tỉ can là người hiền hết lòng chung, có sức can ngăn mà đều bị giết. Vì thế mất nước một cách đột nhiên. Đời sau những vua thích giết người như tôn hạo, nước ngô cũng nhiều, cuối cùng đều diệt vong cả. Ngoại triều không những chỉ thích giết người, lại còn oán vua cha không lập mình làm thái tử đánh đau người man cho họ kêu gào nhiều lần phạm quý cha mà lấy làm thích thật quá tệ mất nước mau chóng há phải không do đâu mà ra chỉ có những người mắc bệnh tâm thần với một đó bệnh hoạn mới tưởng tượng ra các trò giết người phong phú như đoạn văn trong đại việt sử ký toàn thư mô tả đó là những hành vi độc ác mất hết tính người vậy lê long đĩnh thì sao lê long đĩnh có dấu hiệu bệnh tâm thần không một bệnh án và chẩn đoán phân biệt được mô phỏng theo các tài liệu lịch sử đáng tin cậy có thể được biện luận như sau. Về phương diện tâm thần, xét hành vi của Long Đĩnh trong vai trò lãnh đạo đất nước là hoàn toàn đối nghịch với một số hành vi tàn bạo hung ác được ghi lại. Lấy trích dẫn sau đây làm ví dụ. Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên quyển 1 trang 274 chép. Đinh Bùi, tức là năm 1007. Mùa xuân, Long Đĩnh sai em là Minh Sưởng và trưởng thư ký là Hoàng Thành Nhã đem con tê trắng sang biếu nhà Tống, dâng biểu xin cửu kinh và kinh sách đại tạng. Trong Đại Việt Sử ký Toàn Thư trang 235 chép, nhà vua đi Ái Châu, đến sông Vũ Lung, tục truyền người lội qua sông này phần nhiều bị hại. Nhân thể, vua sai người bơi lội qua lại đến 3 lần, không hề gì, xuống chiếu đóng thuyền để ở các bên sông Vũ Lung, Bạt Cừ, Động Lung, bốn chỗ để chở người qua lại. Trong Đại Việt Sử lược, trang 107 chép, năm định vị mùi tức năm 1007 vua sửa định lại quan chế văn võ theo nhà Tống. Trong khâm định Việt sử thông giám cương mục trang 274 chép Vua xin với nhà Tống cho ta sang Hồ Thị ở Ung Châu mua bán đổi trác với người Tống. Nhưng vua Tống không nghe, chỉ cho mua bán đổi trác ở Liêm Châu và Trấn Như Hồng thôi. Ung Châu là thuộc tỉnh Quảng Tây, nằm sâu trong nội địa Trung Quốc. Đại Việt sử ký tiền biên của Ngô Thị Sĩ bản kỷ quyển 1 trang 39A chép Khai Minh Vương sai dân Ái Châu đào kênh đắp đường từ cửa Vân Long qua đỉnh Sơn đến sông Vũ Lũng Mặt khác trong 4 năm cầm quyền cho đến trước khi chết ông vua trẻ Lê Long Định đã 5 lần tự tay cầm quân đánh giặc Lần thứ nhất năm 1005 dẹp tan bạo loạn giữa các anh em thu phục mọi người Đại Việt sử ký toàn thư trang 233 chép Từ đấy về sau các vương và giặc cướp đều hàng phục Lần thứ hai năm 1005 khi quan quân đang đánh nhau với người ở trại Phù Lan Chợt thấy trạm báo tin là giặc Cử Long vào cướp đã đến cửa biển Thần Đầu, Ninh Bình Vua về đến sông Tham, đi sang Ái Châu để đánh giặc Cử Long Lần thứ ba năm 1008 vua đánh người man ở hai châu Đô Lương và Vị Long Lần thứ tư năm 1008 vua đánh giặc ở Hoan Châu và châu Thiên Liêu Lần thứ năm 1009 Vua đánh giặc ở các châu Hoan Đường và Thạch Hà. Và đến tháng 10 ngày Tân Hợi năm Kỷ Dậu, tức là năm 1009, vua qua đời tại phòng ngủ trong điện. Đây là một cái chết mà Ngô Thị Sĩ đã nêu ra nghi vấn, ông cho rằng long đĩnh bị thanh toán. Trong Đại Việt sử ký tiền biên trang 185 ông viết như sau: Lý Thái Tổ rất căm phẫn trước tội ác giết anh cướp ngôi của Khai Minh Vương. Nhân lúc Khai Minh Vương bệnh tật, sai người vào đầu độc giết đi, rồi giấu kín việc đó nên xử không được chép. Qua những hành vi nêu trên, thật khó tưởng tượng và xác định Long Đĩnh là một vị vua chuyên làm việc càn rỡ như sử ký đã ghi. Long Đĩnh lại có thể là một người lai chiêm thành vì trong Đại Việt Sử Lược Quyển 1 trang 21 và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư trang 232 chú giải như sau. Mẹ của Lê Long Việt và Lê Long Đĩnh là Hầu Di Nữ hầu di nữ là con người hầu gái người chiêm thành như vậy cái chết của ngoại triều hoàng đế có thể vẫn còn là một bí ẩn liệu ngoài tội ác giết anh cướp ngôi còn có nguyên nhân sâu xa hơn nào nữa hay không có lẽ điện tiền chỉ huy sứ lý công uẩn hữu điện tiền chỉ huy sứ nguyễn đê tri hậu đào cam mộc và khuôn việt thái sư vạn hạnh thiền sư và những đại thần từng giúp cho vua lê đại hành là những người biết rõ điều này cho nên lời bàn của ngô thị sĩ không phải là không có căn cứ nhiều quyển sử ghi là vua bị bệnh trĩ, đam mê tiểu sắc, thích dâm đãng tàn bạo. Vậy bệnh trĩ là bệnh như thế nào? Bệnh trĩ là bệnh có liên quan đến cấu tạo của thành tĩnh mạch và huyết động học vùng chậu. Các tĩnh mạch ở vùng hậu môn phồng lớn ra và tạo thành biếu trĩ. Nếu các biếu trĩ chiếm trên 180 độ thì được xếp vào loại 4. Khó mà tin được Lê Long Đĩnh là ngoại triều được. Bởi vì trong suốt thời gian ngắn ngủi 4 năm ông cầm quyền, ông đã tự mình thân Trinh đi đánh giặc 5 lần và trận chiến cuối cùng là vua Lê Long Đĩnh tham dự trước khi ông chết 2 tháng. Đó là trận vua đem quân đi đánh Châu Hoan Đường, Thạch Hà vào mùa thu tháng 7 năm kỷ dậu tức là năm 1009. Thử hỏi là nếu một ông vua ngoại triều thì làm sao có thể đi đánh giặc như vậy được? Để thực hiện được những cuộc chinh chiến liên miên lâu dài và thành công như vậy thì chắc chắn là vua phải có một sức khỏe thật tốt. Cho nên nói vua là kẻ ham mê tiểu sắc đau bệnh chị, lâm chiều phải nằm là chuyện cần xem xét lại. Người gọi là đam mê tiểu sắc suốt ngày chè chén say sưa hoan lạc liên tục thì đầu óc trống rỗng sức khỏe lụn bại. Làm gì có những quyết sách sáng suốt như là cho người sang tống xin chín bộ sách vĩ đại nhất của Trung Quốc là dịch thi thư lễ xuân thu hiếu kinh luận ngữ mạnh tử chu lễ và kinh sách đại tạng. Xuống chiếu đóng thuyền để ở các bến sông vũ lung bạt cừ động lung bốn chỗ để chở người qua lại sửa định lại quan chế văn võ theo nhà Tống và xin cho ta sang Hồ Thị ở Ung Châu để mua bán đổi trác với người Tống hoặc là sai dân Ái Châu đào kênh đắp đường từ cửa Vân Long qua đỉnh Sơn đến sông Vũ Lũng Có lần Ngô Thị Sĩ nói như thế này Xét việc Long Đĩnh cướp ngôi cố nhiên không đáng được thụy hiệu đẹp mà cái tên ngoại triều cũng không đúng Có lẽ thì Lý Thái Tổ muốn dùng thụy hiệu xấu để gán cho mà không biết rằng từ xưa những đế vương nào không đáng làm vua thì gọi là phế đế, mạt đế hoặc lấy cái tên khi bị phế mà chép. Còn như cái danh hiệu ngoại triều thì thô bỉ không căn cứ. Lý luận ấy của Ngô Thị Sĩ không phải là không có căn cứ về phương diện y khoa. Có thể nói Lê Long Đĩnh vị vua cuối cùng của triều Tiền Lê là người có tài năng và công lao với đất nước. Nhưng nhắc về ông thì hậu nhân chỉ thấy những từ ngoại triều hay bạo ngược vân vân nên nhớ sau khi ông chết thì lý công uẩn lên ngôi một cách êm thấm và chúng ta đều biết là việc thay đổi một triều đại không bao giờ đơn giản như sử sách đã ghi như vậy cũng giống như vụ án hoàng đế đinh bộ lĩnh bị giết và người lên ngôi là lê hoàn có thể nói cái chết của lê long định và bệnh tật của ông cũng như sự lên ngôi của lý công uẩn đó là những bí ẩn của lịch sử dù cho sử sách có ghi gì về ông thì nhân dân vẫn tưởng nhớ ông qua các cái đền thờ ở nhiều nơi Lê Long Đĩnh được đúc tượng và thờ cùng với vua cha Lê Đại Hành tại bốn địa điểm là đền vua Lê Đại Hành ở khu di tích cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, đền Lăng ở quê hương Liêm Cần, đình Yến ở xã Thanh Hà, đều thuộc thanh Liêm Hà Nam và di tích quốc gia đình An Lãng, xã Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội. Hoàng đế Lê Long Đĩnh từng được Lê Đại Hành giao chấn giữ Đằng Châu, đồng thời là người khai sáng tên gọi của phủ Thái Bình, nay là hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, nên ông cũng được nhân dân nhiều vùng lập làm thành hoàng làng và thờ phụ. Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Lê Ngoại Triều, vị hoàng đế bệnh hoạn trong sử Việt. Hy vọng bài chia sẻ cùng quý vị và các bạn thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng, đồng thời giúp quý vị và các bạn sơ lược ôn lại những bí ẩn về vị vua cuối cùng của triều Tiền Lê và mở ra một triều đại mới là triều Lý, triều đại vang danh sử sách. Quý vị hãy nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ miễn phí và đừng quên nhấn nút chuông để luôn cập nhật những nội dung mới nhất về tin tức sự kiện, những câu chuyện đông tây kim cổ với những nội dung lịch sử, khoa học huyền bí từ kênh ống nhỏ nhỏ. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.